anh em mãi có nhau. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ mời Tú Lê nha mọi người, mời Tú Lê chơi sẽ PK 3 ván của Line Master tháng 6. Và sau đó mình sẽ nói một vài việc cho mọi người hiểu. Ồ, Tú đâu? Tú đang live với ai vậy? Hello anh đã. Hello em. Bệnh hả? Thế là anh với em lại gặp nhau à? Cái vòng chung kết là gặp thôi à. Nói chung nó là cái duyên cái số rồi. Dạ. Thôi anh em mình cứ vui vẻ ba kèo cho vui anh nha. Đúng rồi. Dạ. Đó, kèo đầu tiên. Dạ. Ok. Mọi người bấm tay màn hình nhé mọi người. Mọi người trời ơi trời. Bấm bấm ui dạ. Có làm tí nhạc cho nó đỡ căng thẳng không? Anh mở đi. Anh mở à? Anh mở bài gì bây giờ nhỉ? Không biết, anh mở bài gì cũng được. Anh cứ mở cái bài anh em đi cho nó tính củ. Dạ. Cái bài anh mới của anh Du Thiên. Thank you mọi người. Dạ, cảm ơn. Thank you Indonesia. Cảm ơn em nha. Em mà có cảm ơn. Cảm ơn Trang. Mình thấy kiểu ai xia không? Bằng cầu yeah. Lưu. Chào yeah, con. Cảm ơn ông. Khổ tiếng Anh, mình đã không biết tiếng Anh rồi. Toàn để tên tiếng Anh. Cảm ơn rất nhiều. How to. Thank you Indonesia. Cảm ơn chị Su. Cảm ơn Bảo My. Alo. Ơi. Nghe không anh? Bây giờ mới nghe tiếng. Chắc nãy nó hư á. Em mới nó dính bụi quá gì em thổi thôi. Giờ nghe rồi hả? Rồi nghe được rồi, bây giờ nghe được rồi. Tiếp. Dù đời kia có bao dòng ngày nhằm đắng cay. Lỗi chút xíu mà. Có những sai lầm khiến đôi khi không như ý. Những khi tình em hãy hiểu cho nhau. Thank you, em. Cảm ơn Phi. Cảm ơn trai. Cảm ơn trai của em. Cảm ơn Sóc đi em. Mọi người rất là nhiều. Con Vũ Tạ, cảm ơn Trang B, cảm ơn Mỹ Linh. Cảm ơn Mimi. Nhân 2 kìa anh em ạ. Bên anh còn không hoàn thành thử thách cơ. Cảm ơn đệ tử Đạt. Cảm ơn chồng, cảm ơn anh Hoàng. Cảm ơn anh Khanh. Cảm ơn Tôn Đơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Đệ tử Đạt Vina. Quỳnh. Biết rồi. Ừ. Biết là thằng Quỳnh rồi. Cảm ơn Hải Tối. Ai vậy biết là thằng Quỳnh. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Thành Đạt. Cảm ơn Thịnh. Em cảm ơn Thịnh nha. Cảm ơn Minh. Cảm ơn Đổi Mật Khẩu. Cảm ơn Khoa. Cảm ơn Úc. Cảm ơn Phước nè. Bấm tay đi mọi người ơi. Không phải, cảm ơn Thư. Cảm ơn chị Mai Huyền. Cái này ôi mời nhạc đau đầu lắm. Mời nhạc đau hết cả đầu. Nên anh bệnh à? Ừ, anh ốm mất mấy ngày hôm nay rồi. Em cũng vậy.
Mà anh đi vô nước biển nghĩa là khỏe à, em vô mấy chai rồi. Được lắm. Cứ mà đi vô nước biển đi. Nó lấy lại sức. Nhà em giờ là mối ruột của ông bác sĩ á. Cứ giờ em đuối đuối là em vô nước biển à. Khách quen à? Khách quen của ông bác sĩ à? Đúng rồi, em là mối ruột. Ôi, đúng không? Khách quen của bác sĩ đúng không? Dạ đúng, em giờ em với bác sĩ thân đó. Cứ alo cái là vô nước biển. Cảm ơn anh Thịnh. Cảm ơn Anna Su. Chết mẹ rồi, cái này đọc sao ta. Nói chung cảm ơn Anna nè. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Hồng Khánh. Cảm ơn Hồng Như. Cảm ơn gia đình nhà mình. Cảm ơn 76.000 anh chị em. Cảm ơn em nha. Ôi. Cảm ơn Anastudio. Em cảm ơn chị hay anh ta. Cảm ơn anh chị. Để anh đi, anh cảm ơn đã. Cảm ơn đệ tử của Đạt. Cảm ơn Quỳnh, cảm ơn chị Ala. Cảm ơn Bảo My, cảm ơn Trang Đăng Thịnh Tâm. Cảm ơn anh Tao Út. Cảm ơn An Ha. Cảm ơn bé Hân. Cảm ơn đại gia đình nhà mình. Cảm ơn Cha. Cảm ơn Linh, Only, Đạt, Pila. Cảm ơn mọi người. Tới em nha. Thì đây em đấy. Em cảm ơn anh Hình Sự nè. Cảm ơn Khanh. Cảm ơn Thịnh. Cảm ơn Chai Family. Cảm ơn Cường. Cảm ơn Khoa. Cảm ơn Hồng Phước. Cảm ơn chị Siri. Cảm ơn Sơn Nguyễn. Cảm ơn Vũ. Cảm ơn anh chị Anna. Cảm ơn anh trai của em rất là nhiều. Rồi, tiếp kèo 2 anh nha. Ok. Ok dạ. Tiếp tục bấm tay nhé mọi người. Sau khi PK về tù xong là mình sẽ làm rõ một vài việc mà mọi người vẫn cứ đang thắc mắc, bấy lâu nay. Đáng ra là mình sẽ để một vài hôm nữa mình mới nói cơ, bởi vì là mình đang mệt, nhưng mà thấy nhiều người ấy quá nên là mình phải nói cho mọi người hiểu luôn. Cảm ơn anh Cường. Cảm ơn chị Tâm. Thank you Indonesia. Cảm ơn Hồng Khánh. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Minh Tạ. Sao Tạ không người ta. Cảm ơn Tuyền. Anh em. Cảm ơn Minh Cá Heo. Cảm ơn em trai. Bấm tay nha mọi người. Cảm ơn Tấp Tấp. Một lòng sang đôi vòng tay đôi với ai. Nha. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Quý lạc đi. Nhiều lắm. Quế bị lạc đúng không? Dạ. Quế có bị lạc không? Cảm ơn. Ôi rồi. Không. Quế em tính mèo không? À. Không. Em thấy anh bình thường à. Quế còn chả nhìn thấy qua luôn. Kỳ ta. Anh đóng tiền mạng chưa? Khổ nó lạc máy. Vậy là quá nhiều người xài wifi rồi. Không phải. Em biết. Cảm ơn cô. Có phải nhiều người sử dụng wifi quá đúng không? Tự nhiên vậy nha. Không. Anh PK lần nào cũng bị nát quá. Tiêu quá. Tiêu quá. Hôm nay PK quốc tế là lại. Đơ luôn. Cho nên rồi dập chính tàu loại ta. Cảm ơn chị Như. Qua slow motion. Cảm ơn trai family. Cảm ơn hai. Cảm ơn Bình Nga. Qua tao bị slow motion. Lâu qua kiểu gì mà slow motion mà mất một phút chưa hết một bài. Mà Canada thật. Đàn ông là thành thử thách. Nhân 2 cho mọi người. Cảm ơn Quỳnh Nga. Tất cả mọi người. Cảm ơn anh Trọng. Cảm ơn anh Lê Toàn. Cảm ơn anh Tớp Tớp. Cảm ơn Ngọc Bảo. Cảm ơn Út nha. Cảm ơn Khoa nè.
Cảm ơn mọi người. Thank you Indonesia. Cảm ơn tất tất. Cảm ơn mấy em này, những cái thằng này. Mình tên đặt đèn con lợn này. Cảm ơn anh Tao Gút. Rồi. Cảm ơn cô ta, cảm ơn Tư Thư, cảm ơn ối rồi. Cảm ơn cả. Em cảm ơn Lô nha. Con Lô này chỉ lớn. Cảm ơn chị Dung. Cảm ơn Đỗ Hoàng. Đi đây. Sợ là một sự đó. Đang trông sợ ma nhỉ. Ôi trời ơi. Pan menjadi trending versi Roy. Arti ya. Em. Cảm ơn Lana, cảm ơn Ngân nha. Một quả đô la phút. Nó phải đến hết, có khi nó phải hết trận PK hết được một cái nha. Ủa bên anh có tắt bình luận chưa? Bên anh tắt bình luận rồi. Kỹ ra. Rồi vẫn lag. Máy khác xem bình thường không lag. Máy khác xem bình thường không lag, còn máy của anh lại bị lag. Vậy mai mốt anh PK anh đăng ký GBRS á. Cái gì GBRS là cái gì? Cái mạng á tên GBRS. Mạng nào là mạng GBRS? Vậy là em đăng ký GBRS không á? Thiệt, nó mạnh hơn mạng 5G nữa mà. Để bữa nào em chỉ cho. Mạng nó xài ổn định lắm. GBRS. Cảm ơn anh chị Anna, cảm ơn anh hai nha. Cảm ơn mọi người nhiều. GBRS là cái gì nhỉ? Cái mạng không biết tả sao luôn, nói chung khủng lắm. Nhưng mà sao nó lại là GBRS? Có mà. Cảm ơn. Nhưng mà anh đang không hiểu cái GBRS là cái gì. Cảm ơn anh hai. Mình mốt anh sạch Google thử đi. GBRS. Cảm ơn Bảo My. Cảm ơn CN. Cảm ơn Mila. Cảm ơn anh Tao Gút. Cảm ơn bé Hân. Cảm ơn Linh. Cảm ơn ối rồi. Cảm ơn cô ta. Ở đâu? Ok ta. Cảm ơn Thư Thư. Cảm ơn gia đình nhà mình. Cảm ơn 69.000 anh chị em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Từ từ nhá, anh thử đổi sang mạng 3G nhá. Từ từ nhá, xem nó có bị lag không nhá. Dạ. Để em cảm ơn. Em cảm ơn anh chị Anna, cảm ơn anh trai của em rất là nhiều, cảm ơn hai, cảm ơn cả Lô Trần, cảm ơn hai Cường nè, cảm ơn Family Hoàng Tú nè, với anh Khoa nè, cảm ơn Thiên Thịnh nè, cảm ơn Khoa Úc nè, cảm ơn Cá Heo, cảm ơn Tấm, cảm ơn Quỳnh Nga, cảm ơn Tớp Tớp, cảm ơn Dana, cảm ơn tất cả rất là nhiều, cảm ơn em nhiều lắm. Thế rồi đúng không? Vẫn giật nhưng mà được. Rồi ok, kéo cuối nhá. Ok anh trai. Nghe tiếng không? Dạ ok. Nghe rõ không? Nghe rõ không? Nghe ổn lắm á. Xịn. Alo. Nghe mà. Đấy cái mạng này là mạng GPRCA đây này. Nó đó. Ok. GPG. Đây mạng này không phải mạng S mà mạng này là mạng GPRCA. Đâu biết đâu. Vậy chắc SIDA thiệt rồi. Ui. Cảm ơn Anna. Gì đấy? Ui. Gì đấy? Cảm ơn Anna. Anh trai mãi đỉnh. Ui. Cái gì đấy bịp à? Ôi. Em cảm ơn trai, em cảm ơn Bình Minh. Cảm ơn trai của em. Cảm ơn Mr. Thanh, cảm ơn Linh. Ui, không có luôn. Cô Lan. Hay quá anh. Cảm ơn cô Lan. Ui, cái gì đấy? Bịp rồi. Thank you cô Lan, cảm ơn Anna. Cảm ơn bạn tôi. Cảm ơn trai. Ui. Cái gì đây? Quá nè.
Ui. Cảm ơn cô Lan. Cảm ơn Minh Minh, cảm ơn cô Lan. Em mở tiếng nhạc nha. Nhưng mà mở nhạc đi nhưng mà từ từ. Anh ơi đây. Chị ẩn. Chị ẩn à? Mà không follow. Không follow. Đấy, chắc anh nào lập. Là em chiếu. Người biết. Hello mọi người. Lên đi anh em ơi. Cảm ơn em nhiều lắm. Thank you cô Lan. Cảm ơn chị Anna. Cảm ơn Vivi, cảm ơn Linh, cảm ơn Thế Hân, cảm ơn Hải Mẫu, cảm ơn Ri Ri Ani. Thank you Indonesia. Ờ, tao gửi này nó đỡ lag hơn em ạ. Ơi anh hai. Cảm ơn anh nè. Cảm ơn Hồng Phước. Cảm ơn gia đình nhà mình. Bước vào chốn giang hồ với anh Trang mang theo là một chữ nít. Nhưng mà đứng luôn được, đứng hình luôn được. Hiện kêu vang lên một chữ khí. Xong đứng không sai. Hai thì phải gõ lại chữ tính và nghĩa luôn để hai vai. Cảm ơn Minh, cảm ơn Phi Lang Thang. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn Phước nha. Bị đơ rồi. Anh bị lắc đây hả? Xem cái này hơn. Cái này đơ mất rồi. Đây đấy, để anh nhìn được này. Cảm ơn Minh. Cảm ơn anh chồng. Chồng một cường còi. Cảm ơn anh chồng. Nhờ có mỗi hình. Nhờ có mỗi ảnh. Thank you cô Lan, cảm ơn bạn tôi, cảm ơn gia đình mình. Cảm ơn anh Nguyễn Gia Long. Cảm ơn các Hoàng, cảm ơn chị Xuyên, cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn chị Hiền. Cảm ơn anh Tao Gút. Cảm ơn Vivi. Cảm ơn Quỳnh Nga nha. Để biết là chị béo rồi thì chị béo không? Thank you cô Lan. Cảm ơn bạn tôi. Cảm ơn anh trai. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ui. Thank you cô Lan. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn anh trai. Cảm ơn anh Anna. Để xem mấy dưới này. Ở đấy, bên đấy để anh nhìn. Cảm ơn tất cả mọi người, tất cả anh chị em rất nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Em cảm ơn. Cảm ơn Go, cảm ơn Cao Kim Linh. Anh cảm ơn trước đi. Ok, thầy. Không ở đây thầy. Cảm ơn cô Lan, cảm ơn anh Tao Gút, cảm ơn chị Hiền, cảm ơn Vivi, cảm ơn Linh Only Đạt, cảm ơn Huy Thị Vệ, cảm ơn Sarira, cảm ơn Thank you Indonesia, cảm ơn đại gia đình nhà mình, cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn bạn tôi, cảm ơn chị Anna, cảm ơn Ngọc Ánh, cảm ơn Phi Lang Thang, cảm ơn Minh Cá Heo, cảm ơn Hồng Phước, cảm ơn Chồng Một Cường Còi, cảm ơn Nguyễn Gia Long, cảm ơn Quỳnh Nga, cảm ơn Duy, cảm ơn Khanh, cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm, cảm ơn gia đình anh Đạt. Ok, cảm ơn bên gia đình nhà Tú nha, chúc gia đình nhà Tú có một buổi tối vui vẻ nha. Dạ, thôi anh giữ sức khỏe nha. Ok. Dạ, bye bye anh. Bye bye Tú, bye bên gia đình bên đấy nha. Bây giờ mình có một vài chuyện để nói với mọi người. Đây, từ từ đã. Có một vài chuyện để nói với mọi người như này. Mọi người lắng nghe Đạt nhé. Mình không biết là các bạn đánh giá mình như nào, nhưng hôm nay mình sẽ có một vài chuyện để nói với mọi người như này. Thứ nhất là chuyện của chị Trang Nami. Em không biết là chị gái hay em gái của ai,
Nhưng nếu muốn nói chuyện đấy thì việc của ai thì người ấy lên tiếng, việc của ai người ấy nói. Em không thích theo cái kiểu khóc thuê, được không ạ? Em chỉ trả lời khi người trong câu chuyện lên tiếng, được chưa? Đấy là câu trả lời dành cho chị Trang Nami. Và thứ hai, chuyện của Vân và em đã chấm dứt từ lâu rồi. Kể cả cho em mới Vi đã dừng lại. Dù cho em và Vi đã dừng lại, nhưng mà chị không đủ tư cách. Chị không đủ tư cách để chị có thể tuyên bố hay là chị có thể nói về chuyện tình cảm của em. Chị không đủ tư cách. Và em nói luôn với chị như này, Vi là người yêu đầu tiên của em, Vi là người yêu đầu tiên mà em công khai, được chưa ạ? Em vẫn rất tôn trọng tất cả mối quan hệ của em. Em vẫn rất tôn trọng tất cả những mối quan hệ của em. Nhưng Vi là người đầu tiên em công khai là người yêu. Chị không đủ tư cách để nói về việc của bọn em, việc tình cảm của bọn em. Chị chả là cái gì mà chị có đủ tư cách để chị phán xét về chuyện tình cảm của bọn em, được chưa ạ? Và hai nữa, về việc về những mối quan hệ của Vi và mối quan hệ của Vi với những người anh em hay bạn bè của Đạt, những việc đó Đạt không quan tâm, thứ nhất. Thứ hai nữa, Đạt không muốn bị nôi ra để so sánh. Đạt không muốn Đạt phải bị so sánh bất kỳ ai, được chưa ạ? Em lên đây, em thả kính vào, ở trên này em có kính. Đạt không muốn bị so sánh với bất kỳ ai, được không ạ? Và Đạt không thích mọi người hay bất kỳ ai mang Đạt ra để so sánh với bất kỳ ai, được không? Nên ấy, Đạt đã không muốn bị so sánh bất kỳ ai, nên cũng đừng ai làm gì để Đạt bị so sánh. Và hai nữa là mình không muốn các bạn đi cái câu chuyện đi quá xa ở cái chỗ là cái việc của mình với chị Thảo. Tất cả những cái việc của mình và chị Thảo ấy, hai chị em mình đã lên kế hoạch, hoặc hai chị em mình đã có bàn luận và đã có kế hoạch trước khi làm. Cái gì mọi người còn đặt điều cho là mình với chị Thảo là gì? Người yêu bọn mình bị thần kinh à? Bà ấy ra bỏ mẹ nên đéo ai yêu. Không đưa mời gì đây. Được chưa? Đạt chỉ nói người khác khóc thuê cho câu chuyện của mình. Không, tính hỏi thăm sức khỏe thôi. Mà đang đơ này, quay trong chóng này.